Tôi tên An Định, một chuyên gia hành nghề tự do về điều trị căn bệnh mất ngủ. Ở một đô thị lớn như Tẩm Quý, mất ngủ hình như là trở thành một thói quen. Vậy thì mất ngủ là gì? Nó đơn giản nghĩa là ngủ không được. Đơn giản hơn nữa là vẫn là ngủ không được. Tôi thích tưởng tượng, cái tin đó có lẽ là bắt đầu từ lúc mà tôi bắt tôi làm tìm bạn gái. Bởi vì trước giờ tôi chưa từng gặp được cô gái nào làm cho tôi muốn đi đè ngay từ lúc lần đầu tiên. Anh chính là đúng vậy. Sao tôi biết được anh chính là người đó? Sao tôi biết cô là biết được tôi chính là người đó? Nhưng tôi không biết anh chính là người đó. Cô không biết chứ? Tại sao nói vậy? Vậy rốt cuộc thì cô nói sao hả? Rốt cuộc anh có phải hay không? Phải. Nhưng chị, các loại mất ngủ của nam nữ, tôi đoán đúng rồi. Tôi mất ngủ. Tuổi tác 31 tuổi, 18 tuổi, 14 tuổi, nghề nghiệp bảo mẫu, phẫu thuật thẩm mỹ, nghệ thuật cơ thể người, tình trạng yêu đương, đã ly hôn, chưa tìm được bạn gái, bố mẹ ly hôn. Vấn đề xã hội hiện giờ là quá nghiêm trọng. Người người sinh hoại, nhà nhà ly hôn, ai ai cũng mê phẫu thuật thẩm mỹ, không là việc chính. Thế hệ chính bị không có tiếng nói. Nghệ sĩ thì bị nghệ thuật làm cho tan phá. Tôi, bố mẹ cô ly hôn là bởi do ai, tôi cũng không biết do ai nữa. Anh An phải không? Hân hạnh. Chúng ta đã quen nhau không? Không quen, xin hỏi quý tính là gì? Sao chúng tôi họ Dương? Mời cô Dương à. Chào anh An. Hân hạnh. Chúng ta quen không? Không hỏi, xin hỏi quý tính là gì? Cái anh ở ngoài đó họ Lý. Anh Lý à? Khi nào chúng ta bắt đầu về trị liệu đi? Bắt đầu bây giờ. Giờ lúc trị liệu thì không cần ăn mặc mát mẻ vậy đâu, cũng không cần nằm xuống đâu. Mặc quần áo vào đi. Tôi biết anh có một cách massage đặc biệt, còn phải nằm xuống mới làm được. Hơn nữa mặc càng ít càng tốt. Hay là tôi cởi hết? Đừng. Cái trị liệu đó thì không thích hợp với cô. Vậy thì tôi thích hợp kiểu gì? Tôi không ngủ được. Tôi biết. Anh thật đẹp trai. Cố tâm sự. Anh thật mạnh mẽ. Chuyện tình cảm của cô có vấn đề. Tôi muốn hôn bao anh. Tôi không phải là loại người đó. Một tháng khoảng bao nhiêu tiền?
Chỗ này cũng được quá. Vì được cá xinh đẹp, tất nhiên rồi. Tôi rủ anh nhiều lần rồi, tại anh không đến thôi. Tôi không quen lắm. Chỗ này đi nhiều thì quen thôi. Nếu không chừng thì ở đây có thể gặp được cô gái mà anh muốn đi tè. Chỉ trong ánh nhìn đầu tiên. Thật không? Nói thật thì anh hại bao nhiêu cô gái rồi. Anh nói gì vậy? Chúng ta là bạn chí cốt mà anh vẫn không hiểu tôi sao? Cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi vậy sao hả? Anh Phi à? Anh bây giờ tăng ca gì? Anh đang có bạn. Lát nữa thì anh tìm em. Nào mang đi đi. Anh chờ anh nhé. Cô ta là ai vậy? Không có. Anh cái gì đâu. Làm gì có ai. Hôm nay anh làm xong thì gặp nhau nhé. Hôm em đi. Chuyện đó thì anh có bạn. Hôm em. Em yêu anh. Chết tiệt. Thôi đi, buồn cười lắm sao? Hay thật. Cẩn thận đó, đừng bị bệnh đó. Làm những nghiêm trọng như anh nói. Thứ anh bảo tôi đem theo. Anh có cần không? Tất nhiên là cần rồi. Anh gì cũng thích, là thích theo chứ. Rõ nước Pháp, nơi cao quý sang trọng như vậy. Bạn bè ai cũng bảo tôi mua giùm nước qua túi sách. Còn anh thì bảo tôi tìm cho anh con hiêu. Nói đi đi, chờ chút, tôi lấy cho anh sang. Cô ấy đâu rồi? Có lúc nãy đó. Anh đi đâu vậy? Tôi tìm anh nãy giờ. Cô gái tóc vàng gọi bên bàn riêng kìa. Cô nào? Cô gái tóc vàng. Anh đi tè hả? Thật hả? Cô gái của tôi. Con heo của anh đi. Đàn ông sao có thể nào nói mình bất lực được? Chàng trai trẻ, triệu chứng của anh không có gì nghiêm trọng đâu. Anh chỉ cần điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Đàn ông, khi gặp vấn đề rắc rối thì hãy dũng cảm tiếp nhận. Dũng cảm đối mặt, không có gì to tát cả. Vấn đề được giải quyết thì anh sẽ thấy nhẹ nhõm thôi. Sau đó thì anh sẽ ngủ ngon. Đừng bao giờ dùng thuốc để giúp mình ngủ. Hãy nhớ đó. Được, cảm ơn bác sĩ, không có gì đâu. Người tiếp theo. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Tôi đến để khám bệnh mất ngủ. Mất ngủ hả? Mất ngủ à? Hay lắm. Chào chút. Tôi đi vệ sinh đã. Cô lại đi nào. Mà quay lại đây. Cô cũng thích theo hả? Phải, em thích lắm. Nó rất dễ thương. Phải, rất dễ thương. Nó tên gì vậy? Mông mông. Mông mông mà. Ta có thể làm bạn không? Tất nhiên rồi, ta là bạn rồi. Cô tên gì? Miêu Điệu. Tôi biết cô rất mảnh mai. Ý tôi muốn hỏi tên cô. Tên tôi là Miêu Điệu. Cô nghịch quá. Coi lại tên là Miêu Điệu chứ. Trong Tam Tự Kinh có Miêu à? Không có. Nhưng trong Bát Gia Tính có. Nè, Chân Độc Đỉnh Kiến cũng được quay họ Miêu. Có chứ. Trong Tiếu Sơn Phi Hộ có Miêu Nhân Phụng. Miêu Nhân Phụng mà. Miêu Nhân Phụng, cô có biết sao? Cô có kiến thức rộng quá. Tôi có chút ngưỡng mộ cô rồi đó. Đừng ngưỡng mộ chứ. Chứ sẽ không ngủ được. Tôi cũng không ngủ được. Tại sao vậy? Bởi vì tôi đã bắt đầu thích cô rồi.
Anh có thể trị bệnh mất ngủ cho tôi trước được không? Tình yêu là điều liều thuốc tốt nhất. Chúng ta hãy bắt đầu. Yêu nhau thôi. Dừng lại. Đó rồi. Xin hỏi có phục vụ sếp Medu không? Bây giờ toàn thế giới đang cai thuốc. Hãy tự trọng. Tôi rất ủng hộ cách thức vì sức khỏe toàn dân như bên cô. Xin hỏi là có thuốc chuột không? Có. Anh muốn mấy chai? Tôi có thai rồi. Không phải là em có thai rồi mới đúng. Em và con sau này đều là xa anh. Nếu không thì em sẽ thành bà mẹ đơn thân. Đứa bé lớn lên trong một gia đình đơn thân. Chuyện này sẽ không tốt đối với sự phát triển của trẻ. Nếu như nó có một người bố dưỡng như thế thì càng không vui cho trẻ. Bố dưỡng hả? Bố dưỡng cũng là bố. Gọi bố đi. Tôi gọi ông là bố sao? Ta sẽ gọi là bố đi. Nào, tôi là bố dưỡng của Miêu Điệu. Bố ơi, con đang gọi bác là bố. Vậy thì bác sẽ là bố cả đời của con. Con rất vui gặp bố. Nữ thần của anh yêu em. Cô là ai? Tôi cũng yêu cậu. Vậy đừng hiểu lầm. Không ngờ tôi đã già thế này. Cuối cùng cũng được nghe thấy ba chữ anh yêu em. Đừng sợ, chỉ là tôi đã chờ. Chờ ba từ đây lâu lắm rồi. Được được, gì bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn con đoán được tôi sao? Nếu nó gì là 18 tuổi thì trong lòng tôi thấy áy náy lắm. Tôi đúng là 18 tuổi. Vì lúc đó thì tôi đã yêu một người đàn ông. Vậy thì ít nhất gì cũng là 60 tuổi rồi. Nhìn tôi trẻ đến thế sao? Có. Tôi 80 tuổi rồi. Vì diễn da hay là dùng mặt nạ làm gì? Tôi dùng mặt nạ nương đại nương. Áp nước giữ ẩm. Hiệu quả rất tốt. Một miếng đỏ 10 miếng. Mặt nạ tốt thế nào đâu có bán. Bây giờ thì các cô gặp máy rồi. Ai muốn mua thì hãy xếp hàng. Một miếng 20 đồng. Là tôi nước nãy thì. Ôi, quá nguy hiểm rồi. Suốt cuộc chị đến đây làm gì? Chị chứ mất ngủ. Rồi sẵn tiện bán mặt nạ luôn. Trương Đại Tâm, những người mất ngủ luôn có những câu chuyện mất ngủ. Vì đó ra xem. Tôi cảm thấy yêu một người nhất định phải không làm gì cả, hy sinh hết cho người đó. Tôi yêu một người đàn ông, yêu cả đời, nhưng là không được nghe câu nói anh yêu em. Bây giờ chị nhìn dáng độc thân hả? Thật đáng căm phục. Tôi quen rồi. Cậu anh yêu em lúc nãy anh nói thì chắc cậu yêu cô gái đó lắm sao? Tất nhiên rồi, tôi rất yêu cô ấy. Yêu thì phải hành động đi. Nhưng mà tôi ủng hộ cậu. Nào, chúng tôi có nguyên tắc và chính sách của chúng tôi. Cái gì mà nguyên tắc chính sách chứ? Người chết là bạn trai tôi, cô đâu phải là bạn trai cô. Mà thanh toán bảo hiểm cho tôi. Nếu không tôi không lấy cô yên đâu. Mong anh hiểu cho. Tôi không hiểu. Hay gọi tôi là cô. À, cô chuyện bồi thường bảo hiểm phải cần thời gian xác minh. Chúng ta đều là phụ nữ, đâu cần làm khó nhau vậy. Được, để mặt cô ăn nói cũng dễ nghe. Tôi sẽ quay lại. Cạn ly. Xách cho tôi đi. Cô uống nữa hả? Tiểu thần à, cảm ơn cô. Thời gian này cô luôn ở bên tôi. Nè, ngốc gì? Chúng ta là chị em tốt mà. Cô biết không, nếu tôi đàn ông thì tôi sẽ cưới cô rồi.
Thôi được rồi, cưới đi. Không không, cô đừng hòng. Tuy rằng cô ngủ với tôi không chỉ một lần, nhưng mà tôi vẫn khao khát có một người đàn ông ngủ chung với tôi. Trọng sắc khinh bạn, nếu còn đàn trọng nam khinh nữ, hai người đẹp hai người chơi nhau chán lắm. Ông nội con nội tôi đã nói nên được kết hợp làm việc không mệt mỏi. Các người là gì? Cút đi. Chúng tôi hả? Chúng tôi là đàn ông mà. Các người đàn ông hả? Được. Nào, uống đi. Đây, cầm đi. Hôm nay các chế vui vẻ chứ. Bọn tôi mời các anh uống. Nào, uống hết đi. Uống cho tôi. Thích thì uống đi. Để mặc chút đi cứ uống đi nào. Hôm nay tụi tôi cũng phục vụ miễn phí. Các người uống rượu trên bàn cho tôi nào. Uống xong thì còn tôi sẽ dẫn các cô đi đến một nơi khác cho vui lắm. Kiếm em của anh mà chơi. Cô chính là em của tôi nè. Anh làm như vậy hả? Nghịch quá đi. Ngày thường tôi giảm thế nào? Có ai lại mời gái uống rượu thế này chứ? Nhìn nhận đi nào. Này. Nào qua kia. Đã hiểu chưa? Được rồi, lên. Chết tiệt. Cái gì hả? Chán sống à? Đại ca, hiểu. Nhìn về chứ, thì chỉ là anh hùng của nhân dân thôi. Thì lại bắt tôi lấy thân đáp đền. Không phải. Hai vị, không sao chứ. Tôi đi tè đi. Tè cái gì? Tè xong thì họ đi mất sao? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Nhìn đi. Nhìn cái gì? Cút đi. Ngồi đi. Như vậy? Hai tên vô lại mới đi. Giờ lại có hai tên khác không sắc đến đi. Không phải đâu, có gì mà không phải, im đi. Anh nè, tôi nhận ra anh đó. Anh là chuyên gia trị mất ngủ như những gì đó phải không nào? Tôi anh mà là chuyên gia gì chứ? Anh là một tên gạt tình gạt tiền thì có. Đồ nguyện quân tử. Không phải đâu. Không có đâu mà. Im đi. Tôi thấy bọn họ chung một dục. Không, không phải. Nè, cái tên mê gái bỏ bạn này, chúng ta đâu có giống nhau. Đúng không? Phải. Anh qua đây nào. Tôi sẽ về đi. Nghe chuyện gì vậy? Cô gái đó chính là cái cô mà tôi gặp, là muốn đi tè đó. Không phải chứ. Trường mọt thế sao? Tôi cũng thấy cô gái bên cạnh nữa. Đại ca, tôi đang nói chuyện tôi mà. Anh là cô gái đàng hoàng chút được không? Tôi rất đàng hoàng nghiêm túc đó. Lần này thì khác. Tôi có cảm giác. Giờ với em của anh đi. Em của tôi làm gì đẹp bằng cô ấy? Anh đừng nói người ta vậy có được không? Tôi cho anh biết, đừng cản đường tôi. Đi. Lúc nãy là chúng ta đã đến đâu rồi? À phải rồi. Hai chúng tôi đúng là bạn của nhau. Là anh em đúng không? Còn hai cô chắc là bạn thân của nhau hả? Hai chúng ta mới đứng gấp nói là chính ít thì gọi là quên đời với nhau. Quên đời hả? Hai anh nói xong chưa? Rồi. Được rồi. Thì đi cút đi. Cút đi đi đi. Được. Quay lại xem. Tiếc vậy không phải là vậy đâu. Hai cô chào chút nhé. Tôi xin quay lại ngay. Này đây. Anh đó, rốt cuộc anh có thể chửi chứ mất ngủ không vậy? Tất nhiên là được rồi. Ngầu thật đó, sắp xong rồi. Cúp đi, được. Thì lên nào, thưa các quý cô. Đi, cúp đi, đến đi. Chúng ta về thôi, ngày mai còn đi làm nữa. Đi thôi nào. Đi đâu vậy? Tôi pha ly này cho hai cô mà. Như cốc tay này, nơi khác không có đâu. Tôi không xong rồi, chóng mặt quá. Uống ly này thôi, được không? Chúng ta đã quen nhau rồi mà không uống sao được. Ly cuối. Được rồi,
Uống đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Anh định nào. Cạn ly đi. Sao chưa được gặp mọi người? Sao bác? Này này, thế thôi. Sai rồi hả? Uống nhiều gì? Không sai sao được. Lúc nãy họ uống nhiều lắm, nhưng mà đâu có sai. Anh làm gì đúng không? Anh nghĩ gì vậy? Tôi là loại người đó sao? Bà đưa họ về nhà đi. Này đại ca, hay là thế này, chúng ta đưa họ về một nơi, về một nhà. Một nhà hả? Anh có bệnh sao? Uống sai rồi. Anh về nơi đấy chứ. Đi thôi, về nhà thôi. Anh Phi à, tôi... Này, cẩn thận. Cẩn thận đó. Chân, cẩn thận. Đèn ở đâu vậy? Ở đây, từ từ nào, cẩn thận. Tôi không sao đâu, đến rồi. Tôi không sao. Cô à, cô lau đi. Chết tiệt. Là như vậy? Chào buổi sáng người đẹp. Tôi đã nấu rất nhiều món cho cô. Có trứng gà, thịt xông khói, có sữa nữa, có bánh mì. Lát nữa thì tôi cùng ăn nhé. Tại sao ở nhà tôi? Tối qua tôi ở đây mà. Anh lên tôi hả? Là buổi sáng. Quần áo hôm qua tôi mặc đâu rồi? Phần bên kia chắc cũng gần khô rồi. Anh cởi ra sao? Không, không có đâu. Nhưng mà tôi đi giặt. Chú ơi, cô đừng nói làm tối qua cô uống sai. Tôi đã xe chở cô về. Nhưng mà quần áo là do cô tự cởi. Anh thấy tôi sẽ tin sao? Không, nhưng mà lúc tôi giặt quần áo, cô mang bao tay mà. Anh
Sao lại đây như chuyện của tôi? Đây là của tôi. Cái của cô bên kia kìa. Cút đi. Mau cút đi. Sợ chưa ăn sáng mà. Chờ xong gói của tôi làm ngon lắm. Đi đi. Tôi cút đi. Tôi thích cô mà. Tôi đập phí hả? Xe đạp có đập phí sao? Xe đạp có phải là xe không? Được, được, 20 đồng. Đại ca, anh ăn cướp hả? 20 đồng. Anh bình tĩnh nhé. Để tôi đưa. Gọi cho đứa cây thì gọt đi. Có cần phải kỹ vậy không? Để làm gì chứ đúng không? 20 đồng. Dạy cho tôi biết cô gái nào đã mới vào kia làm việc ở đâu. 20 đồng. Tôi đưa 50 đồng cho tôi biết cô ta làm việc ở đâu đi. Công ty bảo hiểm. Công ty đó ở đâu vậy? 20 đồng. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi cũng vậy. Cái tên là tầng 20. Anh bị bệnh hả? Và tình huống đó rồi mà anh cũng chẳng làm được gì sao? Anh là bệnh đó. Ai mà giống như anh chứ? Chỉ cần cái là nhào vô thôi. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi. Lần này tôi rất nghiêm túc. Hơn nữa tôi cho anh biết nhé. Tôi có thể cảm thấy quấy đã yêu tôi rồi. Anh là nhát gan như anh chứ. Cởi hết quần áo của ta ra. Nhưng là dở trò thanh cao. Đây là thời đại gì chứ? Nhìn lại, tôi chỉ hỏi ý kiến của anh thôi mà. Anh có cần nói gì thế không? Bây giờ lòng tôi đã quyết. Tạm biệt. Nào, cứng à. Chuẩn bị xong chưa? Mau chuyển bước cho tôi. Mau lên nào. Chân trái, chân phải. Tập trung lực ở lưng. Phi không ủng hộ ta. Người cũng không ủng hộ ta. Ủng hộ tao đi. Nào. Mày vẫn tốt chứ. Cứ vậy nha. Chủ nhân của mày ở đâu? Xin chào, quan vinh, quan vinh. Anh là bác sĩ thú y phải không? Rất hân hạnh nhé. Hân hạnh. Các người là thú. Đại ca, anh ta đang chữa chúng ta đó. Có hả? Anh chữa tôi hả? Không, không có. Tôi muốn nói là các người vào đây từ lúc nào vậy? Đừng nói nhiều nữa. Anh có thể chữa trị bệnh mất ngủ không? Tất nhiên là được rồi. Mà giúp tôi trị bệnh mất ngủ đi. Rồi tôi sẽ kêu bảo kê anh ở cô này. Anh thật có lòng. Vậy anh có tâm sự gì nào? Anh nói đi. Không có gì cả. Vậy thì tôi có. Chẳng phải là anh nói sẽ bảo kêu tôi sao? Giờ có thể làm rồi đó. Nói, có chuyện gì? Không giấu gì anh. Gần đây tôi thích một người, nhưng mà tôi không biết phải làm thế nào. Không mặn tất cả thay đổi quấy. Đại ca cũng giống như anh đó. Anh cũng đang thích một người mà không biết làm sao. Có nói vậy không? Phải.
Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa. Nói về chuyện bệnh đi. Chuyện làm sao hả? Chuyện tình cảm rất khó giải quyết. Đúng là nhức đầu thật. Thật ra dạo gần đây tôi đã thấy mấy đêm mất ngủ rồi. Và chúng ta đúng là đồng bệnh tương lân. Giờ làm sao đi hả? Không bằng tất cả thì đuổi cô ấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ vậy đi. Theo đuổi. Suốt cuộc anh muốn gì? Tôi có thể ngồi xuống không? Tùy ý anh. Cảm ơn. Giờ bây giờ vợ tôi cách đạt đủ nhân số đi. Ai không làm được đâu. Phải về đi. Tôi cảm thấy tôi ổn mà. Đời người mà, học đến già vẫn còn phải học chứ. Nếu không được thì tôi có thể rèn luyện bản thân. Ít ra có thể ở gần bên cô. Tôi cảnh cáo anh tốt nhất là cách xa tôi xa một chút đi. Có được không? Tôi không thích anh. Nhiều người ghét tôi lắm. Còn cô thì có là gì đâu. Đừng vô lại. Được rồi, tôi vô lại. Nhưng mà tôi thật lòng thích cô. Thật ra tôi muốn nói cho cô biết, cô là người duy nhất khiến cho tôi đi tè chỉ qua ánh nhìn đầu tiên. Cô là nữ thần của tôi. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, tôi luôn chờ đợi sự xuất hiện của cô. Cho đến tận bây giờ. Tôi đã xuất hiện rồi. Anh có thể ra ngoài đi. Cô không đồng ý thì tôi sẽ không đi đâu. Anh, bây giờ tôi đã là người của cô. Im đi. Nếu anh dẫn đến chuyện của anh đó ra thì tốt hơn anh hãy mua bảo hiểm tai nạn đi. Tại sao cô lại như thế? Cô không làm mấy chuyện này đâu. Chó giỏi thì sẽ nhảy tường. Tốt hơn anh nên thành thật đi. Được, cô là lãnh đạo của tôi. Tôi là nhân viên của cô. Sau này cái gì tôi cũng sẽ nghe cô hết. Tôn lệnh lãnh đạo. Tôi không có quyền lợi không cho anh làm việc ở công ty. Kể từ khi gặp cô, tôi không thể nào ngủ ngon giấc được. Tôi thật lòng thích cô. Có rất nhiều người thật lòng thích tôi. Anh có làm gì đâu. Tôi là người tốt nhất trong số họ. Ra ngoài. Con đồng ý thì tôi sẽ không đi. Anh đúng là tên vô lại. Bây giờ đồng ý làm bạn gái của tôi được không? Không được. Được rồi. Con đồng ý rồi hả? Có hả? Muốn tôi đồng ý thì trừ khi trong vòng một tháng anh có thể ngồi được vị trí của tôi. Chị và giám đốc Lý tìm chị. Tôi biết rồi. Được. Được rồi. Giờ tôi phải đi làm việc đi. Anh mang đi đi. Đi. Sau này đừng nghe chuyện hình heo lượn lờ trước mặt tôi nữa. Tạm biệt. Vĩnh biệt. Giám đốc Lý, ngồi đi. Cảm ơn. Cái anh An Định mới đến, cô thấy sao hả? Tôi cảm thấy anh ta cũng khá nhanh nhạy. Cô phải hướng dẫn anh ta. Tôi biết rồi. Sao tôi thấy cô có vẻ không thích lắm vậy? Không có gì đâu. Được, không có gì tốt rồi. Người mới, khó tránh khỏi xảy ra chuyện này nữa nọ. Nhưng mà tôi tin là cô có thể xử lý được. Từ đây có mấy vụ nhỏ rất thích hợp để người mới làm. Có được không hả? Được. Nào, về vấn đề chính nhé. Về vụ hợp đồng lớn này, hãy mau chóng xác nhận bồi thường. Đừng để người nhà chịu thiệt vì chuyện bồi thường này. Như vậy đến đây rồi, chúng tôi đang xác nhận. Được. Gần đây, nhắc trả cho cô rồi. Hãy chú ý sức khỏe nhé. Không sao đâu. Nếu không có gì thì cô hãy đi đi. Làm việc của cô đi. Được. Giám đốc Lý. Anh làm gì vậy? Đứng dậy đi.
Chẳng phải cô nói trong vòng một tháng ngồi vị trí của cô sao? Tôi ngồi gần một tiếng rồi, đứng dậy. Các tôi nói là xét diện, chứ không phải là bảo anh ngồi vào ghế của tôi. Vậy thì được, chuyện nhỏ. Chức gì của cô là quản lý. Xem ra lý giải của tôi là đúng. Nếu như anh không có được vị trí quản lý thì đừng đến đừng làm phiền tôi. Ai nói tôi làm không được? Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Hỏi thượng thế nhé. Trao đổi WeChat đi. Không, cho tôi đi mà. Quét mã đi. Không, không. Anh thì không có gì. Thật tuyệt vời. Chú Đường có phải là bạn trai cô không? Xin lỗi. Cô hiểu của cô là lãnh đạo, cô được ông trời phán xuống trừng phạt tôi sao? Để lại chưa, anh đi nhầm chỗ rồi. Đi bỏ chỗ đi phòng là. Cô cười ra kia. Bên có bao lâu lần đầu tiên thấy cô cười đó? Cô làm tốt lắm. Cơ hội tốt, phải nắm đấy nhé. Cô chỉ giấc ngủ nhé. Ai cười hả? Nghiêm túc đi. Dù sao cũng đến đi, thì dậy vào diễn chùa luôn. Nói với tôi đi. Tôi thích cô đã lâu rồi. Còn cô không thể nào không nói gì với tôi được. Hơn nữa, tất cả bạn bè tôi quen để giới thiệu đến chỗ cô mạo hiểm. Tôi hỏi về công việc được không? Được. Thật dịu dàng. Cô nói thì thôi, nói ra thì làm người khác bất ngờ. Còn chị đáng giá ngàn vàng, tôi sẽ báo kê cho cô. Cô làm bạn gái tôi nhé. Xin lỗi anh Nam, tôi có bạn trai rồi. Chào thí chủ. Chào thí chủ. Chào thầy. Chào đại sư. Chúng ta thật có duyên. Nào, hãy hành thiện tích đức đi. Hiểu rồi. Có được không? Tùy ý. Tôi cảm thấy hơi ít. A Di Đà Phật. Chuyện công đức lát nữa tôi mới nói. Đại sư ở đến đây, ta nói về chuyện công việc đi. Các người đang làm gì vậy? Đại ca đang bàn chuyện ở bên trong. Tôi phải vào trong đưa hồ sơ quan trọng. Cô có hiểu sao? Đại ca đang bàn chuyện bên trong. Các người là xã hội đen. Không phải là xã hội đen thì không cần sợ. Tôi muốn xem anh ta có gì hơn tôi. Có gì nói mau đi. A Di Đà Phật. Đại sư đừng dội. Để tôi kể cho thầy nghe. Chùa là một nơi trang nghiêm thần thánh. Có con nói thế này, không được làm bậy ở chùa, không được xâm phạm tượng của tăng nhân. Tôi là một người lạc quan. Tôi muốn bày tỏ quan điểm của tôi.
Anh muốn nói gì thì nói đi. A Di Đà Phật. Thật ra tôi là một nhân viên bảo hiểm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm việc. Tôi là An Định. Người chứng của tôi là chuyên gia triệu chứng mất ngủ. Tại sao tôi lại phải mất nguy hiểm chứ? Bởi vì tôi thích một người. Nữ thần của tôi cũng giống như là đang lơ lửng trên mây vậy. Lần đầu tôi gặp cô ấy, tôi có cảm giác muốn liên tè. Thầy hiểu cảm giác đó không chứ? Tất nhiên là thầy không hiểu rồi. Cô ấy làm bảo hiểm, nhưng cô ấy đang gặp chuyện, là chuyện lớn. Cô thấy là gì nữa, tôi không biết. Cho nên cô ấy mất ngủ. Cô ấy tìm tôi đã chữa tiệm mất ngủ rồi, tôi không màng đến tất cả bắt đầu. Thôi đỡ cô ấy. Nhưng mà cô ấy không đồng ý làm khó cho tôi. Đại sư à? Đại sư, mở cửa đi. Xin chào, tôi là nhân viên bảo hiểm, xin hỏi anh cần một bảo hiểm không? Cái gì? Bảo hiểm? Đi, anh đâu? Còn với anh chàng chữa trị chứng mất ngủ không? Anh ta đến đây là công ty bảo hiểm chúng ta. Không mặc tất cả thật hả? Vì anh ta thật lòng đó. Tôi cảm thấy như cô có thể suy nghĩ. Chẳng lẽ là cô không biết trường hợp của tôi rất đặc biệt sao? Cô công tử thì sao, có biết người ta có thể chấp nhận cô hay không? Không cần. Tôi cảm thấy bây giờ cũng rất ổn mà. Rất ổn hả? Rất ổn là lại mất ngủ sao? Lúc đối mặt thì phải đối mặt. Nói thật với cô thì tôi phải. Tôi đã gián tiếp từ chối anh ta rồi. Tôi bắt anh ta trong vòng một tháng vào vị trí của tôi. Một tháng hả? Trong một tháng. Một tháng à? Đúng vậy. Bắt anh ta có được một tràng hợp đồng và còn phải ngồi trong vị trí quản lý của tôi nữa. Cô đang giỡn anh ta sao? Phải, cô đang giỡn anh ta đó. Tạm biệt. Lòng gia đàn bà thật tâm độc. Cô nói gì hả? Cô lại đây nào. Xin lỗi, hãy cho chúng tôi ít thời gian nữa. Chúng tôi sẽ mang chóng giải quyết, tranh thủ đi. Được, xin lỗi nhanh. Này. Có vẻ như anh đến sớm rồi. Ngày mai thủ tục mới xong. Xin lỗi, tôi không chờ được, cô phải nhanh lên. Sao được chứ, người thân của những người khác chẳng chờ tới sao anh lại ở đây tới hai lần. Bây giờ gì chứ, tôi không hiểu cô nói gì nữa. Tôi biết. Tôi không biết. Lại đi. Chúng ta không phải biết nhau sao? David đi. Đương nhiên là quen rồi David. Anh là tên chăm dục, dồn ép tôi. Tôi chỉ là người triệu chứng mất ngủ, không phải thằng hề. Xin lỗi, tôi nhầm rồi. Tôi là một đại lý bán hàng của công ty bảo hiểm này. Tôi quên nói mình là chuyên gia về sao. Nhìn lên xem, sao có thể nào lớn tiếng như một cô gái thế này được chứ? Anh có thấy tức cười không? Có thấy không hả? Anh làm tôi điên tiết lên được. Anh đang coi nhẹ lời nói của tôi. Chắc hẳn là sự sợ hãi khiến anh tức giận phải không nào? Nói thật là xin lỗi, em gái. Cho dù tôi có thể hoàn tất việc xử lý thủ tục bảo hiểm cho anh, thì anh cũng không có đồng cắt được đâu. Anh biết sao không? Những bảo hiểm dự phòng như anh cũng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Chúng tôi không thể nào tiến hành được vì chúng tôi là những nhà bảo hiểm chuyên nghiệp. Đừng có đùa với tôi. Chết đi. Nào con mũi. Tôi ngủ quá đi. Anh Định nè, vào phòng tôi.
Đừng tự khen mình được việc vừa nãy. Tôi không khen đâu. Không sao. Tôi luôn nghe lời của cô. Được rồi. Anh bắt được bao nhiêu hợp đồng? Chưa có cái nào. Anh đừng nghỉ việc đi. Vậy thì việc không thể đạt được trong một tháng đâu. Tôi chỉ khiến anh thất vọng thôi. Được rồi, chuyện này không quan trọng. Sự giết việc chứng mất ngủ. Anh có thật là chữa bệnh đó không? Tôi thành công nhiều lần rồi. Còn với cô thì cô không cho tôi cơ hội tiếp cận. Vậy nên tôi phải... Thôi đủ rồi. Đừng bao giờ cố vào nhà khi mà không có được cho phép. Tôi không cần chữa trị. Anh đi được rồi. Mất ngủ là một vấn đề về thần kinh. Nên tôi phải chữa trị mặt thần kinh. Chỉ cần cô có cơ hội thôi. Tôi chắc chắn là sẽ dọn hết những vấn đề này. Anh mau làm việc đi. Tất cả thì anh còn hy vọng mong manh đó. Được rồi, tôi nghe lời cô. Phải rồi, chỗ lần trước anh bỏ lỡ. Anh phải tìm đến đó. Tôi có tới đó rồi nhưng mà không thấy ai. Tôi sẽ đến kiểm tra lần nữa. Cô cũng nói là với tiến độ này tôi vẫn có thể có cơ hội để mà cứu 2.000 hợp đồng trong một tháng. Cứ tin tôi đi. Ăn cam đi. Tạm biệt. Quá gần không thể tìm điểm nhìn. Adam. Tôi hãy tình cờ thật. Tại sao ở đây vậy? Nhà nên tôi tới đây làm việc đó. Tôi không ngờ anh cũng ở đây nữa. Ai biết tôi là ai mà? Tôi đã còn làm việc chứ. Phải rồi. Tôi đến tìm cô ấy. Cô ấy hả? Vậy tôi giúp gì được cho anh không? Anh Nam. Anh đã tán được cô gái anh thích rồi hả? Nè, tối cho anh nghe nhé. Ngày nào tôi cũng tới đây để mà xin cái hẹn. Tôi hiểu rồi. Ừ, cô ấy quá quyến rũ, cậu không biết đâu. Tôi tán cô ấy cũng cả hơn nửa năm rồi, nhưng mà vẫn chưa gật đầu. Còn anh thì sao? Tôi cũng vậy. Chẳng có thêm được bước nào cả. Dù khoảng cách là tốt, nó có thể là làm tim cô ấy tan giải dần. Giờ tốt đi. Tôi tới đây mỗi ngày đi. Hôm qua cũng tới, thật là may mắn. Ý anh là sự thoải mái giữa chúng ta phải không nào? Nếu tán được cô ấy thì còn may mắn hơn. Tôi hay là anh không làm được đâu. Anh nói gì hả? Không, ý tôi là cô ấy không tuyệt vời như anh nghĩ đâu. Ai nói cô ấy hoàn hảo trong mắt tôi? Sao anh nghĩ cô ấy không hoàn hảo chứ? Nói mau đi. Cô ấy... Mau đi. Mau nào. Xì hơi, ngủ nước. Nghĩa răng và ngáy. Đó là chưa kể vì vệ sinh quên đóng cửa và dội nước. Qua đường không nhìn trước sau, không giúp người già, tranh cạnh với con đít. Sau đó ném đi. Hơn nữa cô ấy còn không bảo vệ được động vật nhỏ. Có thật vậy không chứ? Còn chưa đủ sao? Thế sao cô ấy vẫn còn tốt hơn tôi? Vì đã cho còn đạp chết một con kiến cầu thang. Hai anh đã đủ chưa? Đủ rồi. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Đừng giận mà. Chuyện vui thôi. Anh Nam à, tôi nói với anh rồi. Tôi đã có bạn trai rồi. Tôi biết, nhưng mà người đó là ai? Anh Nam, không phải cô ấy nói cả hai ra ngoài sao? Mà đi thôi. Anh ấy đi. Anh ta hả? Ừ. Hay lắm. Đứng lại nè. Hai cô sao vậy? Sao anh dám nhìn quấy tôi? Tôi đâu có anh Nam. Không có hả? Sao cái nó làm? Anh là bạn trai quấy. Quấy nói. Thật hả? Anh với tôi nghe nhầm sao? Anh Nam à, cảm ơn anh nhiều. Chờ đã. Anh ta có bị sao không vậy? Sao anh quay lại đây vậy? Cậu phải cô nói là tôi là bạn trai cô không? Anh điên hả? Tôi chỉ nói vậy để đuổi anh ta đi thôi. Nhưng mà lấy tôi ra làm cớ, nghĩa là cô cũng có cảm tình với tôi. Cô thật là lắm trò. Anh ra ngoài đi. Đi đi. Đi đi. Để cô, tôi vẫn sẽ nghĩ cô thích tôi. Cứ thế nhé. Yes. Tuyệt lắm. Cảm ơn anh.
Tôi cảm ơn anh rồi mà. Nên từ bỏ chuyện theo đuổi lãnh đạo của anh, hậu quả sẽ không nghiêm trọng lắm đâu. Anh Nam à, vậy anh đang làm khó tôi đó. Chỉ điều thuộc nữ quân tử hảo cầu. Quân tử, anh có hiểu không? Quân tử sẽ không làm khó người khác, anh hiểu không? Rõ ràng là anh không hiểu rồi. Vậy thì đừng tranh giành với tôi. Anh Định à, đừng giận với tôi được không? Anh Nam ơi, anh Nam à, không phải là tôi giận với anh đâu, là mê điều quấy chọn mà. Đừng vậy mà, tôi chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết thôi. Động võ hả? Được, đánh một trận gì, đảm bảo sẽ khiến các người khỏi ngủ luôn. Được, để xem ba người chúng tôi đánh thắng anh không. Đừng cãi nữa, sau đây đánh đi. Chào bài. Thắng. Nhà cái ăn thân giết sắc. Mọi người chơi bao nhiêu tiền vậy? Một đồng. Thứ điều. Thắng. Nhị điều. Thắng. 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 Chị giám đốc Châu, tôi là nhân viên bảo hiểm. Tôi là anh Định, đây là danh thiếp của tôi. Xin được chỉ giáo. Xin lỗi nhưng tôi không cần. Giám đốc Châu, anh đã từ sáng đến giờ hả? Phải à? Chưa từng rời đi sao? Chưa. Vào đi. Cảm ơn giám đốc Châu. Uống cà phê nhé. Không, tôi không uống cà phê buổi tối đâu. Uống rồi sẽ không ngủ được. Uống chút rượu thì được. Được. Vậy thì anh uống với tôi nha. Whisky hay rượu vang đỏ? Vang đỏ đi. Gần đây sức khỏe của ông không tốt hả? Mất ngủ. Tôi mất ngủ mà anh cũng nhận ra sao? Sự nghiệp không mấy thuận lợi, buổi tối lại uống cà phê. Mất ngủ là chuyện đương nhiên. Xem ra hiểu tôi khá nhiều đó. Dân, một nhân viên bảo hiểm khi đối diện với khách hàng phải chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, phải chịu trách nhiệm với khách hàng. Vấn đề của ông cũng không có gì nghiêm trọng. Cho tôi chút thời gian, tôi cũng biết được ngay. Hãy tin tôi. Hơn 11 giờ rồi.
10 phút. Đủ rồi. Giám đốc Châu à, ta có thể bỏ chút nhạc nghe không? Nào, giám đốc Châu, thả lỏng đi. Nằm đi. Phải, là vậy đó, được. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Hít sâu vào. Thả lỏng đi. Thoải mái quá. Thật ra tôi là một chuyên gia điều trị chứng mất ngủ. Massage là một cách để chữa trị chứng mất ngủ. Còn bảo hiểm? Bảo hiểm à? Bảo hiểm cũng có nguồn gốc của nó. Nhưng hôm nay không có thời gian để nói. Ngày khác ta nói nhé. Nào. Thoải mái quá. Giám đốc Châu à, hai ta nằm xuống nhé. Thoải mái hơn đó. Sao vậy? Nào, nằm xuống đi. Đã lắm. Anh làm gì vậy? Có khi nào anh là... Không phải đâu. Tôi là vậy nè. Yên tâm đi nào. Yên tâm đi. Thả lỏng người đi nào. Giám đốc Châu, cúi xuống người. Thả lỏng ra nào. Chúng ta tiếp tục nha. Thả lỏng người ra. Nằm tới hết hồn. Các ông áp lực công việc nhiều. Đã tự nghĩ đến tập thể dục gì không? Để giải tỏa căng thẳng. Lúc trước thì có, giờ làm gì mà có thời gian được? Còn lúc trước thì ông tập gì? Tôi đã từng thử tập yoga. Tập một chút coi. Yoga hả? Tôi cũng tập yoga. Vậy hả? Ừ. Anh Trâm giống một huấn luyện viên yoga. Không dám nhận là huấn luyện viên. Tôi chỉ tập đại thôi mà. Có cơ hội nhớ chị giáo tôi nhé. Chuyện nhỏ thôi, chúng ta cùng tập. Sau đó thì tôi sẽ giúp cho ông thư giãn. Sao bớt cho ông? Thoải mái quá. Đúng vậy, giám đốc Châu. Còn chị bảo hiểm thì khi nào ông... Giám đốc Châu à? Giám đốc Châu. Ngồi thế nào đưa anh đến đây vậy? Sao vậy? Hai ngày hợp đồng xong rồi hả? Đừng nói nữa. Chạy được cái nào? Anh đó tự rước rắc rối vào người. Đó là một điều kiện ngớ ngẩn. Tự dưng đồng ý làm gì? Không sao, tôi vẫn còn thời gian. Nó công chừng tôi gặp Mai thì sao? Anh nằm mơ đi. Mơ gặp Mai đi. Mất bao nhiêu ngày rồi? Đi thăm một con gái cũng không giải quyết được. Anh xem tôi nè. Con gái của tôi giờ chết mê chết mệt tôi rồi. Ngày nào cũng bám lấy tôi. Ở trên giường. Thôi thôi được rồi. Có thể đừng nói chuyện đó. Trên giường có được không? Anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Không được. Vì bên kia kìa. Nè nè, cứ xem đi. Nhìn đi. Hai chị em họ vừa khóc vừa ói. Không biết có chuyện gì nữa. Đây là cơ hội. Xem anh có muốn ra tay hay không.
Chúng ta có thể dùng cách đàng hoàng được không? Tôi cũng có thói quen này. Này anh bạn, chúc anh may mắn. Cô đừng uống nữa, cứ kệ tôi đi, đưa tôi. Lãnh đạo, uống sai rồi. Anh định à? Nào, uống rượu với tôi đi, đừng uống được. Tôi đưa cô về nhà. Tôi cũng muốn về nhà. Anh uống rượu cùng tôi đi. Đừng uống được. Nào, đúng rồi, tôi đưa cô về. Tôi ghét anh. Buông ra. Nếu cô không uống nữa thì hãy thôi cũng được. Tôi không cần người thích. Tôi không cần người thích đâu. Cô nghe thấy không? Xin lỗi, cô ấy uống sai rồi, xin lỗi chứ. Tôi không có sai. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi không uống sai được. Này này, tôi đang nói chuyện với anh đó. Này, đồ náo heo. Là con phụ nữ thường là ngược lại. Này, sao ngủ sofa vậy? Tỉnh rồi hả? Tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Tối qua cô ra như chết vậy, nằm dắt dẻo trên giường. Tối qua chúng ta về bằng cách nào vậy? Bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng là cô có biết trước khi về đã xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì? Cô không nhớ hả? Vậy thì cô hãy nghĩ kỹ đi. Nghĩ đi. Nghĩ xem. Tối qua cô uống sai thật rồi. Tối qua cô giơ tay một phát, tát về mặt của anh Định. Thật hả? Tôi đánh người sao? Cô đánh người hả? Cô không giết người là may rồi. Trời ơi, sao tôi lại làm chuyện này chứ? Này, sao vậy? Cô hối hận hả? Làm gì có. Đáng đợi anh ta. Ai bảo anh ta phiền phức đến vậy? Dù sao thì anh ta có liền của tôi đâu. Anh ta là nhân viên bảo hiểm của cô. Cô là lãnh đạo của anh ta. Hơn nữa là tôi cảm thấy anh ta cũng được mà. Cô xem nè, anh ta có tính hài hước, cũng có khá đẹp trai nữa. Hơn nữa thì anh ta cũng đối xử tốt với cô. Dừng lại đi. Cô đánh người nữa hả? Cô gọi là cái gì tính hài hước hả? Theo tôi là giảng miệng mới đúng. Còn nữa, cô cảm thấy anh ta đối xử tốt với tôi. Thôi đi, tôi nghe Phi nói. Vì những điều kiện ngớ ngẩn của cô mà anh ta đã kiệt sức vì chạy doanh số. Nhưng mà đối xử tốt với tôi sao? Có nhân viên bảo hiểm nào mà không trải qua giai đoạn này chứ? Các người quản lý như vậy chẳng có chút tình người gì cả. Cô Mưu Điệu à, bây giờ thì tôi nói nghiêm túc với cô nhé. Có những chuyện nên bỏ qua. Gặp người thích hợp thì hãy thử xem. Cô không thử thì sao cô biết được hay không? Nếu cô thấy thích hợp thì cô thử đi. Cô à, cô đừng cứ tướng tôi. Tôi nói cho cô nghe, thử thì thử. Cô sẽ kết hôn với Phi Dinh mà cô xem. Thôi bỏ đi. Nếu hai người thực sự kết hôn thì tôi tình nguyện làm cho phụng cho cô. Có được không hả? Đừng nói vậy chứ. Cho dù tôi kết hôn với ai thì cô cũng phải làm giao phụng cho tôi. Có phải không? Có đúng không nào? Phải. Chị biết thần à, hai người đều có bám lấy nhau hoài được không? Bây giờ rất thịnh hành câu này. Thế giới rất rộng lớn. Tôi muốn đi xem. Tôi muốn nói, có rất nhiều người mất ngủ. Tôi muốn đi chữa trị cho họ.
Cảm ơn đã gặp cô. Tuy rằng tôi đã thử, nhưng không bằng tất cả. Đáng tiếc không thể có một chuyến du lịch. Nó đi là đi với cô. Sau này thì có thể cô chính là cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi. An định. Mấy người này bỏ bê mày rồi. Kể từ bây giờ thì chúng ta phải bắt đầu lại công việc của mình thôi. Tình cảm nội tâm rất phong phú, kinh mạch nạp mạnh, ngoại hình cũng khá, có thể suy nghĩ đến việc làm diễn viên. Tôi không đến đây để mà thử vai đâu, vậy đó không quan trọng. Điều quan trọng là cô có thể trở thành một diễn viên. Thật hả? Thật, có thể là sẽ rất nổi tiếng. Nổi tiếng như là Phạm Băng Băng vậy hả? Không phải, như là Kim Mi Sun. Mà thật quốc tế hả? Ôi chú ơi, ngày này đúng là có người nói tôi nhìn giống như là Kim Sun. Không phải nhìn giống mà là phẫu thuật thẩm mỹ giống. Kệ chứ, giống là được rồi. Alo, phòng khám chữa chứng mất ngủ An Định, có gì có thể giúp được ông không? Kim Sun. Giám đốc Châu à? Dạ xin lỗi, bây giờ tôi không còn làm bảo hiểm nữa. Tất nhiên là được. Chỗ con rất tuyệt. Nếu đó nhiều lần tâm trạng sẽ tốt hơn. Nếu trên cao nhìn sẽ xa hơn. Ông có thử đi. Được. Được. Tối gặp nhé. Tôi thực sự có thể trở thành Kim Mi Sun hả? Rất có tiềm năng. Nhưng mà phải xem cô có bạn trai chưa. Chuyện tôi có bạn trai chưa có liên quan gì đâu. Tất nhiên là có rồi. Bây giờ tôi không có bạn gái. Tôi có bạn trai. Tạm biệt Kisun. Cũng may là hôm nay hẹn anh đến nhà tôi. Nếu không tôi thật sự quên mất nhà tôi là có cảnh đẹp thế này. Cảnh đẹp không cần dùng mắt nhìn ra, mà phải dùng mắt thu nhỏ lại. Chỉ khi nào ông bình tâm, buông bỏ mọi phiền não thì mới có thể chiêm ngưỡng được cảnh vật đẹp thế này. Đây chính là yoga. Thật tinh tế. Thật ra cũng không phải là tinh tế, chỉ là thông qua yoga có vài cảm nhận đối với cuộc sống. Còn về bảo hiểm, bảo hiểm đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Không, không sao. Nói ra xem. Không nói đâu. Nói đi, chỉ là mấy chuyện tình yêu, tình báo thôi. Có gì đáng nói chứ. Được rồi, vậy tôi kể cho ông nghe.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở trong quán bar. Cô ấy rất đẹp, một mái tóc dài, cặp mắt ngây thơ. Lúc đó tôi cảm thấy cô ấy chính là nữ thần của lòng tôi. Sau đó tôi bất chấp tất cả thay đổi cô ấy. Cô ấy cự tuyệt tôi, tôi thay đổi. Cô ấy tự tuyệt, tôi thay đổi. Có thể duyên phận chưa đến, nhưng sau đó thì cô ấy lại mất ngủ, lại đến tìm tôi chữa trị. Rồi tôi lại bất chấp tất cả thay đổi cô ấy. Tôi theo đuổi, theo đuổi, theo đuổi. Cuối cùng cô ấy lại từ chối tôi. Nhưng mà tôi vẫn còn cơ hội cuối cùng. Tôi phát hiện là cô ấy là quản lý của công ty bảo hiểm. Cho nên tôi vào trong công ty cô ấy làm việc, làm nhân viên kinh doanh bảo hiểm. Sau đó thì tôi mới đến nhà của ông mời mua bảo hiểm. Rồi hôm nay chúng ta mới có thể tập yoga. Rồi chúng ta mới đi uống rượu vang đỏ. Bộ dạng của anh chắc là thất bại. Bộ dạng của tôi giống thất bại lắm sao? Tôi cũng đã có thời gian trẻ. Anh phải biết thời gian mà con người cần để được hiểu rõ là không giống nhau. Có thể anh chỉ thiếu một chút, một chút, một chút thời gian. Vấn đề của ông hình như là cũng chưa giải quyết. Chị à, anh thấy tôi có vấn đề sao? Có một chút. Tôi cảm thấy có lẽ là cũng là thiếu một chút thời gian. Một chút gì đó. Trong một giây ca, thả lỏng chỉ có thể giải quyết bề mặt của vấn đề. Buông bỏ mới thực sự giải quyết một tầng gốc của vấn đề. Công ty của ông mới đầu có 5.000 người, giờ chỉ còn 3.000 người. Vì tổn thất dân sự nghiêm trọng này có thể là tâm bệnh của ông. Anh phân tích rất đúng. Nhưng tôi cho rằng nguồn cơn của căn bệnh không nằm ở chỗ tại sao họ lại ra đi, mà là ở chỗ tại sao họ lại. An toàn. Sai. Là an định. Anh hả? Không phải. Có thể nói là an tâm. Ai vậy? Tối rồi mà. Là An Định. Lại gửi đêm. Giờ là mấy giờ rồi? Đang ngủ mà. Có chuyện gì vậy? Nếu như không có gì thì anh ra nói chuyện với tôi một chút được không? Nửa đêm chuyện trò gì? Gì gái vậy? Thôi ngủ đi, cúp nhé. Đi. Có tiếng gì vậy? Không có tiếng gì cả. Thôi còn là sao nhé? À phải rồi, tôi vừa hiểu thần. Ngày 22 kết hôn, anh phải làm lễ phụ cho tôi đó nha. Vậy nhớ cướp máy đi. Mà có nghĩ tôi sai lầm khi bỏ việc không? Thì có xấu hổ quá không hả? Nhưng mà tao thích cô ấy lắm. Hay là mày quyết định giùm tao đi. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, khi nói chuyện với người khác thì mày phải nhìn vào mắt họ. Nếu không người ta sẽ nghĩ mày không tôn trọng họ. Tao đang chờ mày nói đó. Nếu mày có thể giúp tao thì hãy lên tiếng đi. Mày nói hay lắm, dễ thương. Xin lỗi, giám đốc Lý. Quá buồn để xin lỗi rồi. Xem đi, đây là kết quả tháng này. Cô phận cô. Tôi nói rồi, tôi không thể cho cô nghỉ phép. Nếu như cô thấy không khỏe, cô có quyền nghỉ ngơi. Nhưng cô làm gì đâu. Kết quả công việc cực kỳ tệ. Hơn nữa nhiều người còn bỏ việc. Tôi biết những ngày qua tôi thấy không khỏe, nhưng tôi có thể thay đổi. Được, cô có thể cứu vãn được đúng không? Được, không sao. Nhưng tôi nhắc nhở cho cô nhớ, ngày mai đã là cuối tuần rồi. Nếu cô không bán được thêm nhiều hợp đồng để đặt mục tiêu thì hãy chờ nhận hậu quả đi. Một là bị hạ chức, hai là đuổi việc. Giám đốc Lý, anh quyết định hơi sớm rồi.
Nhưng còn một ngày nữa, một ngày, tôi tin sẽ làm được. Không phải anh ta nghĩ gì rồi sao? Chưa, tôi chưa nhận được sự cho phép của cấp trên. Chưa được cho phép hả? Được. Giờ cô cho phép anh ta nghỉ luôn đi. Không được đâu. Khi cấp trên của tôi gặp rắc rối, tôi không thể nào bỏ mặc quấy được. Dứa dẫn. Ra ngoài đi. Tạm biệt, giám đốc Lý. Giám đốc Lý à, anh bình tĩnh đi. Ra ngoài mau. Cút đi. Đi nào. Bao lần tôi không làm phiền cô. Không đâu. Anh giờ cứu tôi đi. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu. Sếp bảo tôi muốn hỏi, để chúng ta có thể nói chuyện về việc tôi quay lại làm không? Đứng lại. Đến điện phòng của tôi đi. Sếp. Anh Định à, cho tôi xin lỗi nhé, chỉ thấy đồ của tôi lúc ở trong quán rượu. Quán rượu hả? Cô đang nói về quán rượu nào? Tôi không nhớ. Cô nhớ rõ không vậy? Là chuyện gì? Anh đừng giả bộ nữa. Tôi xin lỗi về chuyện đó, nhưng không có nghĩa là tôi thích anh. Chúng ta không hợp nhau đâu. Rất nhiều người khác cũng mắc chứng mất ngủ. Anh nên giúp họ đi. Có thể là họ cần anh đó. Nhưng nếu tôi chưa được chứng mất ngủ, chưa người tôi yêu, thì tôi không nghĩ là mình có thể chữa cho người khác. Cho dù anh nói tôi là một người đặc biệt đối với anh, thì tôi cũng không muốn chữa trị thêm nữa. Nếu tôi chữa được cho cô, thì cô có giữ lời hứa không? Tôi đã hứa gì hả? Nếu tôi được lên vị trí của cô sẽ làm bạn gái của tôi. Anh Định à, có lẽ là anh không hiểu. Chuyện tôi giữ lời hứa hay không, không còn quan trọng nữa. Anh chỉ còn một ngày thôi. Anh không thể nào hoàn thành công việc được. Được hay không thì là chuyện của tôi. Còn những lời hứa là chuyện của cô. Tôi sẽ giữ lời. Được. Được rồi. Mai gặp cô. Anh đi đâu vậy? Giám đốc Châu à? Giám đốc Châu. Giám đốc. Xin chào. Anh Tiền An. Giám đốc Châu. Như nói là chủ cũ hả? Giám đốc Dương đã mua công ty từ ông ấy rồi. Anh có sao không? Không sao, không sao. Cảm ơn nha. Chết tiệt. Anh chết tiệt gì? Không phải cô, tôi đang chuyển mình thôi. Chết tiệt. Tặng anh có gì hấu đó. Nó đang làm thì sẽ thất thường đi. Alo, ông bị sao vậy? Giám đốc Châu tháo sản rồi hả? Tôi vừa đến chỗ công, nhưng người ta nói là bị giám đốc Dương mua lại rồi. Anh nói đúng. Thứ nhân viên của tôi cần là sự ổn định và an toàn, mà tôi không có. Cuộc sống dư giả của mình, nhưng tôi không lỡ để họ như thế, nên đã bán căn nhà xa qua của mình để xây một ký túc xá cho họ. Đại học có thể sống một cuộc đời ổn định hơn. Còn gì nữa không? Ngoài ra, tôi còn muốn xây một ngôi trường cấp 1 để cho con cái họ được học hành tốt hơn. Chỉ vậy thôi sao? Chưa đủ hả? Đủ rồi.
Nhưng mà này, anh tới đây làm gì? Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tôi muốn xem tiến độ, đảm bảo sự ổn định cho nhân viên của ông. Có vẻ như ông đã tìm ra một giải pháp tốt. Giám đốc Châu à, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đi. Cảm ơn anh đã khuyên tôi. Tạm biệt. Sao chỉ có ký túc xá mà không mua bảo hiểm chứ? Nếu mình không cứu được quái thì sao đi? Phải rồi, nếu tôi xây được thêm khu giải trí cho họ thì sẽ tốt hơn nhiều. Đương nhiên rồi, họ sẽ rất vui. Giám đốc Châu à, tôi phải đi đi, để không phí thời gian của chúng ta nữa. Tạm biệt. Anh chưa đi hả? Tôi biết ông sẽ gọi tôi lại thôi. Nếu tôi quay lại, anh Định à, tôi thích anh. Thật sự tôi rất thích anh. Gì vậy? Tôi cần anh. Tôi thật sự cần. Công ty tôi cũng cần anh nữa. Hãy cùng tôi trải nghiệm sự thú vị phía trước. Có được không? Ừ. 2.860 hợp đồng. Tất cả đi. Anh Định à, từ hôm nay anh sẽ là ngồi vị trí của giám đốc. Tôi không cần đâu. Chúng tôi đã nói chuyện rồi. Đi nào. Chờ đã. Rõ tôi ra đi. Tôi làm được rồi. Làm bạn gái anh nhé.夜深了睡不着，在这孤单城市，寂寞的房间和寂寞的心情，一步一步走来，一点一滴累积，失眠的我真起来吧，俺能忍的，我真的不能，都空难留。天亮了，疲倦了，在这孤单城市，寂寞的房间和寂寞的场景。em phải học cách đối mặt với quá khứ. Anh đã nghe chuyện rồi. Anh biết nặng nặng tìm ra câu trả lời đó. Bạn trai của em đã cứu cứu cuộc đời của em sau mối quan hệ 8 năm. Nhưng anh ấy đã hy sinh mạng sống trong tai nạn đó. Anh rất tiếc vì những nỗi khổ của em. Nó giống như là ác mộng vậy. Thật ra thì em chấp nhận hay không thì không quan trọng. Quan trọng là anh hiểu được em. Hơn nữa anh muốn chữa bệnh mất ngủ cho em. Phải công nhận là em người đã khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ em cần thêm thời gian để ấp ủ quá khứ. Anh tôn trọng điều đó. Anh xin lỗi. Anh Diễn thực sự quá sâu luôn. Sao nào? Anh muốn gì? Muốn gì hả? Đó lần nữa đi. Được, tôi chấp nhận thách thức. Tôi sẽ chiến đấu như cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Anh Định cố lên.
lên đi, nào. Tuyệt lắm, hay lắm. Cố lên nào. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Tôi xin dừng lại đi. Phản công đi. Mau đi thôi. Em đồng ý. Ye shen le shui bu zhao zai zhe gu dan cheng shi. Ji mo de feng jian he ji mo de xin qi. Hạnh phúc xuất hiện rồi. Anh chỉ mong có thể bắt đầu lại từ đầu thôi. Bắt đầu lại đi. Bắt đầu lại đi. Hay quá.我确定你是我寻找的那个问号，爱情如此奇妙，无尽地来到。我确定你是我寻找的那种心跳，我会一直向往的。